Câu hỏi tiếp theo. Con thắc mắc rằng với một người cư sĩ tại gia thì cần hành trang giáo lý gì? Cụ thể là đọc gì và nghe gì để về cơ bản có đủ kiến thức thực hành tứ niệm xứ được? Thêm nữa, những phần nào mình nên học thuộc lòng để thuần thục trong tư duy và khi quán niệm? Và cái câu này nó cũng liên quan tới cái câu ở dưới, cho nên sẽ tập luôn. Là con tự tập thiền 3 năm nay thông qua một thầy hướng dẫn trên mạng. Con tập 16 hơi thở, chánh niệm được trên hơi thở, cảm giác toàn thân một phần, càng tập càng thấy sáng suốt và hạnh phúc lạ thường. Quý vị vui lòng kiểm tra lại cái micro. Mọi việc rất suôn sẻ và thuận duyên. Có điều con thấy thường hành giả thì phải trực tiếp học thiền với vị thiền sư. Nhưng con một phần chưa đủ thắng duyên, phần còn lại tính con rất nhát và nhạy cảm nên việc tiếp xúc với đám đông hay gặp gỡ. Rồi thôi, dưới thì cái phần tâm sự thôi. Kính sư chỉ dạy cho con rằng việc hành thiền có nhất thiết phải tìm một vị minh sư hướng dẫn trực tiếp hay không? Dù mình thực tập tại nhà có tiến bộ, có chánh niệm và càng thấy hoan hỷ, bớt chấp trước kính mắt, có những tiêu chí nào để biết mình đang tu đúng? iPhone của Huyền như là cô có cái muốn phát biểu hay là như thế nào vậy cô? Rồi thì sư trả lời câu hỏi ha. Thì thưa quý vị đó, nói về cái việc thực hành thiền định thì cái lời khuyên chân thành của sư là quý vị nên đến gặp một vị thầy có khả năng hướng dẫn thiền cho quý vị, rồi quý vị học theo. Nếu như quý vị ngại đám đông thì có thể đến gặp một cái vị thầy có khả năng hướng dẫn một nhóm ít. Đó, như là vừa rồi sư đang hướng dẫn một cái nhóm có 4 vị hành thiền trong 5 ngày. Và xin thưa với quý vị đó, thì những vị đó nói hồi trước thì cũng có đọc kinh, cũng có đọc kinh sách, cũng có học giáo lý nhiều lắm. Nhưng mà đó, khi mà thực hành rồi đó mới có biết là có những vấn đề chỉ khi nào mình thực hành đó, mình mới trải nghiệm được. Chứ còn khi mà mình chỉ đọc sách không thôi á, thì nó chỉ là con vẹt, nó không có trải nghiệm được và mình không có nắm được cái vấn đề. Chỉ lấy ví dụ như khi mà quán các cái cảm thọ, chỉ biết đó là những cảm thọ thôi và không có đánh đồng cái tôi và cái của tôi vào ở trong đó, làm cho các thọ nó không có duyên cho ái. Cho nên mặc dù là thọ khổ nhưng mà tâm sân nó không có khởi lên, mặc dù là thọ lạc nhưng mà tâm tham nó không khởi lên. Cái người mà không hành thiền đó quý vị, họ chỉ giỏi miệng khua môi múa mép chát chít ở trên mạng á, rồi nói thì rất là giỏi, nhưng mà phải đi vào thực tế hành trì thì người đó mới biết là cái sự thực hành đó như thế nào và làm sao để đạt được cái trạng thái như vậy, mặc dù mình vẫn chỉ cứ là một người phàm và chưa có một cái sự chứng đắc gì hết. Có những cái đó phải tham gia, phải được cái sự hướng dẫn thì nó rõ ràng hơn. Còn khi mà chúng ta tự thực hành á, có khi đương nhiên là cũng có những người thực hành đúng chứ không phải là không có. Nhưng mà cái đúng của mình thì sư không chắc là đúng được bao nhiêu phần trăm, tại vì nó không có được cái sự hướng dẫn. Thậm chí sư nói với quý vị, ngay cả những cái khóa thiền tập trung mà đông người đó, chính xác hơn là những khóa thiền
mà cái vị thầy hướng dẫn không có cơ hội tiếp xúc riêng với từng người thì cũng rất khó để biết được là quý vị có hành đúng hay hành sai. Có những cái khóa tu 7 ngày mà lên tới cả 100 người thì làm sao vị thiền sư có khả năng tiếp xúc riêng với từng người, hỏi là cái ngày hôm đó đó rồi cô hay là chú hành thiền có những cái trải nghiệm như thế nào, và thông qua cái chuyện mà vị đó tâm sự, cái người hành thiền, vị hành giả đó tâm sự kể ra những cái trải nghiệm đó thì cái vị thầy hướng dẫn mới biết là cái hành giả đó làm đúng hay sai, và có cần tiến thêm một bước nữa hay không, hay là cần phải rèn luyện thêm cụ thể ở cái mục nào. Có những cái sự điều chỉnh nó rất là nhỏ thưa quý vị. Thậm chí quý vị đừng có nói với sư là chỉ có mỗi một bài kinh Đại Niệm Xứ là đủ về tứ niệm xứ. Xin thưa, cái cách thực hành tứ niệm xứ nó có nhiều cách, cho nên nó mới ra những cái dòng thiền Mahasi, rồi dòng thiền Tuân Luân, dòng thiền Ba Ao, rồi dòng thiền Venka. Nó có những cái phương pháp thực hành tùy chỉnh phù hợp với từng đối tượng. Cho nên á, sư không khuyến, ngay cả những cái nhóm, những cái khóa tu đông người mà vị thiền sư, cái vị thầy hướng dẫn không có cơ hội hướng dẫn từng người, sư cũng không khuyến khích lắm. Đương nhiên có tham gia thì còn hơn không, nhưng mà sư còn không khuyến khích lắm, huống chi là cái chuyện tự học tự hành ở nhà đó. Cái chuyện mà quý vị đúng thì phải nói là không biết đúng bao nhiêu phần trăm, đó là cảm quý vị cảm thấy đúng thì có thể như vậy đó. Rồi làm sao để mà biết được là quý vị hành mà nó đang tu đúng, thì có một lần bà Gotami bà hỏi Đức Thế Tôn á, là làm sao để biết sau này là thế nào là đúng với chánh pháp và thế nào là không đúng chánh pháp khi Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời đó, sau này cái phương pháp tu tập nào mà càng tu á thì nó càng an lạc, càng tu nó càng bớt dính mắc, càng tu càng hướng đến cái sự xả ly, càng tu á thì càng buông bỏ nhiều những cái sự chấp giữ đó, càng tu càng ly tham, càng tu càng không còn cái sân hận. Thì như vậy đó thì mình biết là mình tu đúng. Còn càng tu á là mình càng chấp ngã, và càng tu á là mình càng ham thích nhiều, càng tu thì mình càng thích quần tụ ở đám đông. Thì như vậy là chúng ta đang tu sai. Còn hỏi mà có những cái bài kinh nào để mà có thể phù hợp cho cái người hành tứ niệm xứ, thì xin thưa là rất nhiều ở trong chung bộ kinh. Ví dụ như là kinh kinh niệm xứ ha, kinh thân hành niệm, kinh quán niệm hơi thở Anapanasati, rồi kinh khất thực thanh tịnh. Đây, chờ tí xíu. Đây thì phải nói là hầu hết rất nhiều những cái bài kinh này, khi mà quý vị có cái sự nắm bắt, có sự hiểu về tứ niệm xứ thì gần như là quý vị đều, những cái bài kinh này đều là nói tới cái chuyện thực hành tứ niệm xứ được hết. Nên, ví dụ như ngay cả trong loại bài kinh Chánh Chi Kiến này, cũng có sự thực hành tứ niệm xứ ở trong đó. Kinh niệm xứ cũng có sự thực hành tứ niệm xứ ở trong đó. Đó. Rồi ví dụ như quý vị coi cái bài kinh ví dụ con rắn á, thì quý vị sẽ hiểu là Đức Phật đưa ra cái ví dụ cái chuyện mà mình học đạo á là để tu tập
đưa đến cái sự giải thoát, chứ không phải là mình học đạo để đem ra mà tranh cãi, tự cãi với nhau, học đạo để đem ra mà hí luận đạo với nhau, để dẫn chơi như là con nít nó chơi mấy cái trò đánh đáo. Thì như sư nói, cái Trung Bộ Kinh á, là cái bài, là cái bộ kinh mà chủ yếu là nhắc đến cái sự tu tập. Mà khi mà quý vị đọc, mà quý vị nắm được cái sự thực hành tứ niệm xứ, thì quý vị đều thấy cái tứ niệm xứ nó nằm ở đâu đó, nằm rải rác ở đâu đó. Còn cái nếu mà cụ thể nhất mà nhắc tới cái niệm, tứ niệm xứ á, thì thứ nhất là kinh Đại Niệm Xứ nè ha. Rồi kinh kinh Quán Niệm Hơi Thở, đâu rồi, kinh kinh Quán Niệm Hơi Thở, rồi kinh Thân Hành Niệm, rồi kinh Nhập Nhập Tức Xuất Tức Niệm, là kinh Quán Niệm Hơi Thở đó. Đó thì sư nói cụ thể những cái bài kinh đó để quý vị đọc trước. Còn những cái bài kinh kia đó là đều có, rồi kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Đó. Thì những cái bài kinh đó là quý vị nên đọc trước. Nha. Nó nói đến cái sự thực hành tứ niệm xứ để quý vị có thể nắm cái lý thuyết. Ngoài ra đó thì còn có cái bộ Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo, nếu mà quý vị chịu khó đọc thì có thể đọc luôn từ phần giới cho tới phần định, rồi mới tới cái phần tuệ. Thì cái phần tuệ là nói về cái sự thực hành tứ niệm xứ. Tuy nhiên á, thì quý vị nên đọc luôn cả cái phần giới và phần định. Tại vì trong cái phần thân hành niệm á, thân hành niệm nó có Đức Phật có dạy luôn là cái phần mà bất tịnh quán nè. Ha. Và cái bất tịnh quán có nghĩa là gồm 32 thể trược và 10 cái đề mục tử thi, thì nó đều nằm ở trong cái thân hành niệm, và thân hành niệm nó thuộc thân niệm xứ ở trong tứ niệm xứ đó. Cho nên ngay cả các cái vị thiền sư như là ngài Pa Ao hoặc là ngài Mahasi, thì ngài cũng dựa vào các cái bài kinh đó. Đó là những cái bài kinh ở trong Trung Bộ mà hồi nãy sư mới nói, và Thanh Tịnh Đạo và cái bộ Phân Tích Đạo. Bộ Phân Tích Đạo đó thì ngài Chánh Thân, ngài Đá Chanh Đá đó, ngài đã làm rồi. Đây. Patisamphida Maggo nha. Thì cái này á, là nếu như mà quý vị chịu khó mà quý vị đọc á, mà quý vị là người có trí á, chịu khó đọc á, thì nó cũng hướng dẫn về cái việc thực hành tứ niệm xứ ở trong đây. À, đó là nói về các cái thiền, mình gọi là các cái thiền tuệ đó. Cái thiền tuệ đó thì nó nằm ở đây. Tuy nhiên như sư nói thì thôi, tốt nhất á, là nên có một cái vị thầy mà có khả năng hướng dẫn quý vị một cách sâu sát. Ví dụ như mà quý vị đi qua, có những cái khóa thiền như là cái khóa thiền ở Thiền Viện Nguyên Thủy đó, thì có những lúc mà những cái vị thiền sư được mời về, thì các vị đó có cái thời mà trình pháp, quý vị có thể đến, quý vị hỏi
rồi đó con thực hành như vậy đúng hay là sai và cần thay đổi cái gì, thì vị đó sẽ giảng giải chi tiết cho riêng từng người. Như vậy nó sẽ tốt hơn là quý vị tham gia những cái khóa mà không có được cái cơ hội mà tiếp xúc riêng từng người. Huống nữa là cái việc mà quý vị tự thực hành ở nhà